Cho các bạn, hiện tại thì sau lưng Trung đây là một cái nhà ở của thực tập sinh nữ. Thì mình sẽ xem là trông như thế nào. Thường thì chỗ ở đây thì người ta rất là quý sinh viên nữ, người ta coi như là con gái vậy. Nhưng mà mình phải thật sự là chân thành và làm việc chăm chỉ thì họ mới yêu quý mình. Còn ngược lại thì các bạn đã có câu trả lời. Ok, bây giờ Trung sẽ quay bên trong. Rồi, bây giờ mình tiến vào trong. Thì cũng như cái phòng nam hồi nãy thì ở đây thì nó cũng khá là bừa bộn linh tinh nhiều thứ. Tại vì người lao động thì người ta thường sắp xếp những cái đồ dùng cho công việc thì nó xung quanh nhà của mình cho tiện. Đó. À, các bạn nhìn vào bên trong thì đây là nhà của bạn sinh viên nữ. Hiện tại thì cái phòng này được cho là phòng rộng. Sinh viên của mình thì vì làm việc rất là mệt nhọc cho nên không có thời gian nhiều để chăm sóc cho phòng ốc, chỉ có làm về và nghỉ ngơi thôi. Cho nên là các bạn thấy nó cũng không được tươm tất cho mấy. Đây là phòng bếp. Đây, các bạn cũng nấu nướng giống như phòng các bạn nam. Và sự khác biệt thì cũng không có nhiều gì mấy. Nếu như mà các bạn chịu khó mà lau dọn thì nó rất là sạch sẽ. Nhưng ở đây thì Trung thấy là chắc là do các bạn mệt. Đây phòng vệ sinh của các bạn nữa. Để coi các bạn này ăn gì. Wow, một đống thịt trong này luôn. Trung thấy là thịt heo, thịt bò, thịt gà, chả cá, tôm và rất là nhiều thứ. Có trứng, sữa. Dưới này có gì? À, có một hộp trà là. Ở đây thì có các loại gia vị, nước, uống. Vâng, rất nhiều loại rau, dưa, leo, súp lơ. Ui, tủ này không đóng được, không có kính được. Tại sao? Không biết. Có băng gạo như ai? Nếu như mà chúng ta chịu khó mà dọn dẹp nhà cửa thì sẽ rất là sạch. Còn nếu chúng ta hơi mệt thì chúng ta để ngày này qua ngày nọ thì nó rất là dơ. Cho nên là để có một cuộc sống văn minh thì mình nên dọn dẹp khoảng một, ít nhất là một và hai lần một tuần. Và trong cái phòng ốc ở đây thì có máy lạnh hay là các loại như thiết bị điện hay là bếp hay ga. Thì khi chúng ta bị hư hỏng hay là phòng ốc cửa rồi đấy bị hư hỏng thì mình nói với chủ và chủ sẽ qua sửa cho mình. Khi chủ qua mà thấy phòng mình mà nó không có gọn gàng thì họ cũng mất cảm tình. Và cái thời gian mà họ sửa chữa cho mình nó lâu hơn. Tại vì mình đã là mất điểm với họ rồi. Cho nên là mình sống sạch sẽ, gọn gàng thì người ta sẽ rất là quý. Đặc biệt các bạn biết là mặc dù xung quanh nhà chủ có những nhà chủ nó hơi bừa bộn bên ngoài nhưng bên trong rất là sạch. Người Israel người ta rất thích nhà cửa mình sạch sẽ, cho nên bên trong là giống như những khách sạn 4-5 sao, những cái phòng mà cao cấp. Cho nên là biết được cái suy nghĩ cũng như là cái cách sống của họ như vậy thì mình sống sao và cho đẹp lòng họ thì mình sẽ sống rất là tốt và họ sẽ ưu ái cho mình nhiều thứ. Ok, thì Trung xin kết thúc cái video này ở đây. Thì hy vọng các bạn hiểu được là các bạn sẽ qua đây sinh sống ở một cái ngôi nhà như thế nào. Và Trung nói luôn là hai cái phòng mình đi Trung đi qua vừa rồi thì nó là phòng lớn, phòng cửa vừa và phòng lớn như là phòng bạn nữ này. Nhưng mà các bạn có thể là sẽ được ở những cái phòng nhỏ hơn và nhiều người hơn, 3-4 người là chuyện bình thường. Cho nên là cái không gian mình đó, nó nhỏ hay nó lớn đó, tùy thuộc vào cái sự bày biện của các bạn. Cho nên là mình gọn gàng thì nó sẽ rộng, còn mình để nhiều đồ đạc, mình bừa bộn thì nó rất là chật. Cho nên là các bạn hiểu và sống được hay là không được, tốt hay không tốt thì sẽ một phần là do quyết định của các bạn ha. Ok, và bây giờ Trung xin bye bye.